có một loài nước mắm thuần khiết sinh ra để làm nên sự khác biệt gói trọn tinh hoa của biển cả tính thức hương vị đậm đà thường hạng đặc cấp sang trọng là món quà tình thân ý nghĩa để luôn nhắc ta nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với 3 kích cỡ khác nhau, bao gồm 250ml, 500ml và 750ml. Tại Melbourne, nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nhà Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177 996. Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của Úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước 1 tháng. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của Đài Việt TV Úc Châu. Kính thưa quý khán giả của VietTV, Thủ tướng Albanese tiếp tục bày tỏ sự thất vọng đối với nghị sĩ Fatima Payman về sự xé rào của chính trị gia này. Trong khi đó, nông dân tại Tây Úc đã bày tỏ sự phẫn nộ vì tối hôm qua, quốc hội đã thông qua luật cấm xuất khẩu gia súc sống. Tại Queensland, một chính trị gia kỳ cựu với gần 50 năm phục vụ quốc hội có thể sẽ được vinh danh bằng một tấm hình chân dung ngay tòa nhà quốc hội. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 7 năm 2024 của Đài Việt TV Australia. Đầu tiên là tin sinh hoạt chính trị. Thủ tướng Albanese hạ bệ nghị sĩ Fatima Payment Thủ tướng Albanese đã hạ bệ nghị sĩ đảng lao động bà Fatima Payment từ Tây Úc sau khi có thông tin tiết lộ nghị sĩ này đã thảo luận với một chiến lược gia chính trị hiện đang cố vấn và lên kế hoạch cho một chiến dịch nhằm chống lại đảng lao động. Thông tin từ news.com.au cho biết, ngày hôm qua, bà Payman đã tổ chức các cuộc thảo luận với Glenn Drury, một chiến lược gia bầu cử nổi tiếng trong việc tư vấn cho các đảng nhỏ cách sử dụng các thỏa thuận ưu đãi để có thể đắc cử. Ngoài ra, ông Drury cũng đang đàm phán với một nhóm trong cộng đồng Hồi giáo để lên kế hoạch thực hiện một chiến dịch bôi nhọ đảng lao động vì lập trường của họ đối với Palestine. Chiến lược gia này cho biết, ông đã được các nhóm Hồi giáo tiếp cận để thảo luận về cuộc bầu cử và đang có cuộc trò chuyện không chính thức với nghị sĩ Fatima Payman. Sau khi những thông tin này được tiết lộ, Thủ tướng Albanese khẳng định việc nghị sĩ Payman tổ chức các cuộc thảo luận với các đối thủ chính trị của đảng lao động là hành động không thể chấp nhận được. Về phía bà Payment, nghị sĩ này đã vắng mặt tại Quốc hội trong phiên họp ngày hôm qua thứ ba, tức là một ngày sau khi bà tuyên bố các thành viên khác của Đảng Lao động đang đe dọa và buộc phải từ chức tại Thượng viện. Hầu hết các chính trị gia lao động đều ủng hộ quyết định đình chỉ tư cách nghị sĩ của bà Fatima Payment trong cuộc họp kín của Đảng vào thứ Sáu tuần trước. Trong khi đó, lãnh đạo Đảng Xanh Adam Ben thì mô tả việc đình chỉ là đáng xấu hổ, tiết lộ Đảng Xanh đang có kế hoạch lợi dụng vấn đề Palestine để nhắm vào nhiều ghế của Đảng Lao động. Theo lời ông Adam Ben, thì Đảng Xanh đang lên kế hoạch đưa ra một kiến nghị ủng hộ Palestine khác tại Hạ viện vào tháng 8. Tuy vậy, ông đã từ chối loại trừ khả năng đưa ra kiến nghị này một lần nữa vào hôm nay thứ Tư. Một động thái sẽ làm tăng áp lực lên đảng lao động nếu nghị sĩ Payment thực hiện theo cam kết là bỏ phiếu ủng hộ đảng xanh. Tin từ Tây Úc Nông dân giận dữ khi Thượng viện thông qua luật cấm xuất khẩu cầu sống một cuộc chiến giữa nông dân Tây Úc và chính phủ Albanese đang trên đà leo thang sau khi Thượng viện thông qua luật cấm xuất khẩu gia súc sống kể từ tháng 5 năm 2028. Đại diện những trang trại nuôi gia súc sống tại Tây Úc cho biết họ sẽ trừng phạt chính phủ Albanese bằng cách nhắm vào các ghế thuộc đảng lao động tại Tây Úc trong nỗ lực lật ngược lệnh cấm của Thượng viện. Ông Ben Sutherland, người tổ chức chương trình Keep the Ship, tạm dịch là giữ lại cầu sống, cho biết Chính phủ đừng coi thường những quân đội nông trại vì lực lượng này có thể thay đổi kết quả của cuộc bầu cử liên bang sắp tới. Sở dĩ nông dân tại Tây Úc giận dữ là vì lệnh cấm xuất khẩu cừu sống đã được Thượng viện thông qua trong phiên họp tối qua. Điều này có nghĩa là kỹ nghệ xuất khẩu cừu sống tại Úc sẽ hoàn toàn bị cấm kể từ tháng 5 năm 2028. Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Mary Watt cũng đã chỉ ra nhu cầu xuất khẩu cừu sống đang giảm dần từ 415 triệu đô la trong năm 2002-2003 xuống còn 77 triệu đô la trong năm 2022-2023 trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thịt cừu chế biến lại tăng vọt 300% so với cùng kỳ. Cũng theo lời của ông Mary Watt, thì chính phủ liên bang đã dành riêng 107 triệu đô la để giúp hỗ trợ nông dân nuôi cừu vượt qua giai đoạn loại bỏ. Tuy nhiên, chính phủ lao động Roger Cook tại Tây Úc thì cho rằng điều đó là chưa đủ và cam kết sẽ tiếp tục vận động Canberra để có thêm nhiều hỗ trợ tài chính hơn nữa. Nhắc lại liên tục trong những tuần qua, các nhà vận động của chương trình Keep the Ship đã tập trung những đoàn xe tải lớn đi vòng quanh tiểu bang Tây Úc đặc biệt là đình công ngay tại trung tâm thành phố Perth để nêu bật mục tiêu của họ. Và giờ đây, chiến dịch đang bắt đầu chuyển sang một lộ trình mới, đó là trực tiếp tranh cử để có thể có tiếng nói tại Quốc hội nhằm đảo ngược lệnh cấm này. Chuyển sang Queensland, nghị sĩ Bob Carter được vinh danh với bức hình chân dung tại Quốc hội. Nghị sĩ Bob Carter sẽ được Quốc hội tiểu bang Queensland vinh danh bằng một bức hình chân dung chính thức nhân dịp kỷ niệm 50 năm hoạt động chính trị của nghị sĩ này. Ủy ban tưởng niệm lịch sử vốn đã không họp kể từ năm 1973, nhưng đã họp trở lại vào hôm qua thứ ba để thảo luận xem liệu thành viên của đơn vị Kennedy có nên được vinh danh trong bộ sưu tập tưởng niệm lịch sử hay không. Bộ sưu tập này có hơn 260 tác phẩm nghệ thuật của người Úc, mô tả các nguyên thủ quốc gia, các ngài toàn quyền, các vị thủ tướng cũng như chủ tịch thượng viện và diễn giả tại Hạ viện, cùng các sự kiện và tác phẩm nghệ thuật quan trọng khác. Thủ tướng Anthony Albanese hiện đang làm chủ tịch ủy ban này, Ngoài ra, Ủy ban còn có lãnh tụ đối lập Peter Dutton, Chủ tịch Hạ viện Milton Dick, Chủ tịch Thượng viện Sulais, lãnh đạo chính phủ tại Thượng viện Katie Gallagher và lãnh đạo phe đối lập tại Thượng viện Simon Birmingham. Ủy ban tiết lộ ông Dick lần đầu tiên đề xuất ý tưởng này vào cuối tháng 5 với thư cho Thủ tướng để xin phép thực hiện tác phẩm nghệ thuật. Trong khi đó, Thủ tướng Albanese thì cho rằng sự hiện diện của ông Bob Ketter là một trường hợp hiếm hoi trong quốc hội, bất chấp nhiều thập kỷ thay đổi trong thời gian đó. Cũng theo lời của Thủ tướng Albert DG, thì ông Bob Ketter đã truyền cảm hứng rất lớn cho hầu hết các chính trị gia tại Queensland trong 50 năm qua và việc đặt bức hình chân dung của ông Ketter tại Quốc hội là một hành động nhằm thể hiện sự tôn trọng với những đóng góp quý giá này. Được mệnh danh là cha đẻ của Hạ viện, ông Bob Ketter là nghệ sĩ phục vụ lâu nhất trong Quốc hội Queensland. Lần đầu tiên ông Ketter vào Quốc hội Queensland là vào năm 1974 với Đảng Quốc gia, giữ bốn chức vụ cấp bộ trưởng trong sự nghiệp chính trị của mình. Ông giành được ghế liên bang của đơn vị Kennedy vào năm 1993, sau đó tranh cử với tư cách thành viên độc lập tại cuộc bầu cử năm 2001. Trong thời gian tham gia chính trường, ông Bob Ketter nổi tiếng với nhiều trò hề khác nhau, chẳng hạn như hóa trang thành lợn và đi lang thang quanh tòa nhà quốc hội hồi đầu năm nay để phản đối sức mạnh thị trường của các đại gia siêu thị Bước chân dung của ông Bob Ketter sẽ được ngồi cạnh những người khác, bao gồm nghị sĩ đảng lao động Linda Burney, với tư cách là nữ thành viên bản địa đầu tiên của Hạ viện và Nova Paris, nữ nghị sĩ bản địa đầu tiên. Cũng tin từ Queensland, công nhân mỏ Anglo-American Grosvenor trong tình trạng lấp lửng. Khoảng 1.400 việc làm đang trong tình trạng bấp bênh sau vụ hỏa hoạn tại một mỏ than lớn ở Queensland khiến hoạt động sản xuất phải tạm ngừng từ thứ Bảy vừa qua. Hiện đám cháy vẫn còn đang âm ỉ Vụ cháy đã xảy ra tại mỏ Grosvenor bên ngoài trung tâm khai thác mỏ Moranba ở miền trung Queensland, buộc người lao động phải sơ tán ngay lập tức. May mắn là không có công nhân nào bị thương. Thế nhưng hoạt động của toàn bộ khu mỏ đã phải tạm ngừng do khí độc mê tan vẫn đang bốc cháy. Trong thông báo vào sáng hôm nay, công ty cho biết khó có khả năng mỏ Grosvenor sẽ được mở cửa trở lại trong vài tháng do có khả năng xảy ra thiệt hại dưới lòng đất. Tất cả công nhân đã được cho về nhà và công ty xác nhận sẽ trả lương cho công nhân cho đến ngày 15 tháng 7. Vụ tai nạn hôm thứ Bảy vừa qua là sự kiện nghiêm trọng thứ hai xảy ra tại mỏ Grosvenor sau một vụ nổ vào năm 2020, khiến 5 công nhân bị phỏng nặng. Ngoài ra, vụ hỏa hoạn này cũng làm phức tạp thêm kế hoạch bán bớt tài sản của công ty, sau khi công ty có kế hoạch thu nhỏ quy mô hoạt động về than để có thể tập trung vào hoạt động khai thác quạng đồng và quạng sắt. Tin sinh hoạt bán lẻ Thêm một nhãn hiệu thời trang nổi tiếng bị phá sản vì nợ 35 triệu đô la. Nhãn hiệu thời trang cao cấp từng được chú ý bởi những bộ trang phục mà ca sĩ nhạc rock nổi tiếng Taylor Swift và Dua Lipa đã từng mặc, vừa tuyên bố phá sản sau một thời gian dài nợ nần trọng chất và tổng số nợ đã lên đến 35 triệu đô la. Trước đó, vào cuối tháng 5, news.com.au đã đưa tin chi nhánh của thương hiệu thời trang sang trọng Dion Lee Enterprise tại Úc đã rơi vào tình trạng quản lý. Doanh nghiệp này do nhà thiết kế thời trang cùng tên là Dion Lee đứng đầu, người lớn lên ở Sydney và đã từng mặc những bộ trang phục giống Taylor Swift và Dua Lipa. Ông Lee hiện đang sống ở New York, thành lập doanh nghiệp vào năm 2009 khi mới 23 tuổi bằng cách trình diễn bộ sưu tập của mình tại tuần lễ thời trang Úc. Năm nay 38 tuổi, ông Lee đã phát triển công ty của mình với 6 cửa hàng ở Úc và 160 cửa hàng trên toàn cầu. Quần áo của Dion Lee rất được giới thượng lưu trên thế giới ưa chuộng. Vào tháng 2, nhãn hiệu này đã gây chú ý sau khi Taylor Swift mặc chiếc áo trị giá 650 đô la đến sự kiện Super Bowl. Vì rất nổi tiếng thế nhưng, trong những năm và tháng gần đây, hoạt động kinh doanh đã rơi vào thời kỳ khó khăn và phải nhận được 22 triệu đô la tài trợ từ các công ty đối tác. Mặc dù Dion Lee vẫn tiếp tục kinh doanh các cửa hàng khác trên thế giới, riêng 6 cửa hàng tại Úc thì đã ngừng hoạt động, nhân viên cũng đã bị sa thải. Trong một báo cáo gửi tới các chủ nợ được đệ trình lên cơ quan quản lý doanh nghiệp ASIC và được news.com.au thu được, thì quản trị viên Anthony Resnick đã phát thảo các khoản nợ đáng kinh ngạc của công ty lên mức 35 triệu đô la. Phần lớn tức là 29.1 triệu đô la là nợ các chủ nợ có bảo đảm, có nghĩa là chủ nợ sẽ không bị mất tiền, trong khi phần còn lại từ 5.1 triệu đến 6.7 triệu đô la là nợ của các chủ nợ không có bảo đảm. Khoản nợ lớn nhất đối với một chủ nợ không có bảo đảm là hơn 700.000 đô la. Ngoài ra công ty cũng đang nợ ATO số tiền lên tới 545.000 đô la, trong khi nhân viên bị nợ lương ở mức 368.000 đô la. Tin từ Sydney. Lời cầu xin của một gia đình có người thân tử vong vì bị xe tông. Ông Damodo Shrestha, 79 tuổi, đang đi dạo trên đường Abel ở Melomba vào khoảng 12 giờ đêm hôm qua thì bị một chiếc xe màu tím tông và bỏ mặc cho đến chết bên vệ đường. Cháu gái của ông cô Surabi Shrestha chỉ phát hiện ra chuyện này khi cô ra ngoài tìm kiếm ông Damodo và tình cờ gặp cảnh sát đang bu quanh thi thể của ông. Theo lời của cô Surabi thì ông bà của cô vừa đến Úc du lịch từ Nepal và tất nhiên người bà đã rất đau khổ khi nhìn thấy chồng mình bị xe tông đến chết mà không ai hay biết. Gia đình hiện đang kêu gọi tài xế lái xe tông chết ông Damondor hãy ra trình diện cảnh sát. Cuối cùng là thông báo về tiệc chay gây quỹ ủng hộ việc xây dựng tu viện Quan Âm Bạch Độ Mẫu tại Perth. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 14 tháng 7 tại nhà hàng Crystal Palace số 219 Canleyville Road, Canley Heights, New South Wales 2165. Bữa tiệc đặc biệt có sự tham dự của Ngài Kyowa Tokamba đến từ Bhutan, một trong những diễn giả về chánh niệm đương đại dễ tiếp cận nhất. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Katie Nguyễn qua số 0434 508 339. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt TV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.